Quý anh chị tuổi Bính Dần thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông, dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh, chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi bính dần hiệu duyên xem được video này nên biết nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi bính dần cùng theo dõi lá số tử về chi tiết của mình ngay sau đây nhé. tổng quan tử vi tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, là tuổi con hổ, thuộc mệnh hỏa, lưu trung hỏa, nghĩa là lửa trong lò. Bính Dần là người thông minh, hợp lý và sáng tạo, có khả năng đưa ra những quyết định nhanh chóng và đúng đắn khi cần thiết. Chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá lâu, họ thích di chuyển và thử nghiệm những điều mới lạ. Họ luôn tìm cách chuyển năng lượng và nguồn cảm hứng thành hành động mạnh mẽ bính dần thích gây ấn tượng với mọi người về sức sống và tính lạc quan của họ họ nhiệt tình trong mọi lĩnh vực và lạc quan tới tận xương tủy ngày đầy mây đối với họ chẳng qua chỉ là lúc nghỉ ngơi chờ đón ánh nắng mặt trời tuổi bính dần trong công việc và cuộc sống họ luôn căng tràn nhiệt huyết sục sôi hết mình tác phong linh hoạt mau lẹ ghét chờ đợi hay chậm chạp nóng tính bốc đồng đức tính của người tuổi bính dần là sự sáng sủa ấm ấp nên thương người tốt bụng hào phóng thích sự quang minh lỗi lạc yêu nghệ thuật học hành tiến bộ nhanh chóng Quang minh, lỗi lạc thì nhiều người để ý, quan sát cộng với tính nóng thì rất dễ gây nên thị phi tai tiếng. Bính Dần có thể nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn về tài chính. Tuy có thể không giàu lắm, nhưng họ thường được đảm bảo về tài chính suốt cuộc đời. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, người tuổi bính dần, sinh năm 1986. Đầu tháng gặp nguyệt lệnh lâm tuyệt, cho nên con đường công danh, sự nghiệp gặp chút trở ngại. Gường như người tuổi bính dần đang cảm thấy mất phương hướng, và gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu của mình. Khi đứng trước nhiều sự lựa chọn, bạn trần trừ, do dự, không biết phải đưa ra quyết định sao cho chính xác, công việc của bạn bấp bênh, thiếu chắc chắn, không có chỗ dựa dẫm, nên dễ lâm vào bế tắc tuy nhiên đó không phải là lý do để bạn từ bỏ hay gục ngã khó khăn là yếu tố tất yếu trong cuộc đời mỗi người đó cũng là lý do để giúp chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ trưởng thánh hơn nếu bạn vượt qua được những trở ngại này bạn sẽ khẳng định được vị thế của bản thân đồng thời nhận ra mình còn yếu kém ở đâu để có hướng sửa chữa những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong công việc cũng không nên lơ là hoặc đắc ý với những thành công mà mình đạt được trước đó một khi được phân công trách nhiệm, bạn cần nghiêm túc từ đầu đến cuối, tránh thái độ làm việc được chăng hay chớ, đầu voi đuôi chuột sẽ khiến lãnh đạo có những đánh giá khác về bạn, thậm chí để cơ hội thăng tiến trôi qua khỏi tầm tay. Từ giữa tháng trở đi, may mắn có sao thiên đức chiếu mệnh, thân cư phúc đức bản thân là người hay làm việc thiện, vì thế khi gặp khó khăn, quanh bạn không thiếu người chủ động giúp đỡ hoặc đưa ra các ý kiến đóng góp. Ngoài ra dịch mã là động tinh cũng xuất hiện, bạn càng chăm chỉ, cần cù, cố gắng hết sức mình trong công việc, không ngại khó khăn, gian khổ tìm cơ hội để phát huy điểm mạnh bản thân, như vậy thì mới thu được thành quả xứng đáng. Những người tuổi bính dần cũng đừng ngại di chuyển, đi nhiều, làm nhiều, bởi thông qua quá trình đó, bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều vốn kiến thức và kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho công việc tương lai của mình sau này. Về mặt tài vận Bước sang tháng 3 âm lịch, người tuổi bính dần gặp sao dịch mã chiếu mệnh, người làm ăn kinh doanh, buôn bán sẽ phải di chuyển nhiều. Nhưng những dấu hiệu này cho thấy, dù bạn có vất vả nhưng dấu hiệu về tài lộc của bạn lại có phần khởi sắc, bạn càng buôn ba đó đây, bạn càng giành được những khoản lợi lớn về cho mình. Trong tháng có các tinh thiên đức phù trợ, giúp cho bạn có cơ hội phát huy được tài ăn nói của mình, gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, bạn có thể gây dựng những mối quan hệ xã giao có lợi, giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu có người chân thành đến với bạn, hãy giữ quan hệ với những người đó nhé. Và trong tháng 3 âm lịch này, người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, gặp được cục diện dần thìn tương hợp cũng giúp cho bạn có vận quý nhân xuất hiện, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều mối làm ăn, giúp cho bạn gặp được nhiều đối tác khách hàng có triển vọng. Bản mệnh tuổi Bính Dần vốn là người năng nổ, hoạt bát, đầu óc minh mẫn, bạn hãy chú ý phát huy điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với cấp trên, khách hàng hoặc đối tác. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng ký kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Việc kinh doanh, buôn bán luôn chăm chỉ cần cù với công việc rồi bạn cũng sẽ thu được một khoản tiền kha khá. Đối với những người làm công ăn lương, công chức viên chức, nhân viên văn phòng, công nhân, với những thành tích xuất sắc của bạn trong công việc, bạn được cấp trên, tập thể ghi nhận, ngoài tiền lương bạn còn nhận được những khoản đãi ngộ hậu hình sẽ giúp cho túi tiền của bạn dùng rỉnh và không ngừng đầy lên. Ngoài ra trong tháng này, người tuổi bính dần cũng nên nhớ là, không nên sử dụng những trò khôn vặt để chiếm lợi của người khác nếu không sẽ phải trả giá vì hành động của mình. Tháng này được xem là một tháng tương đối may mắn cho người tuổi bính dần, các tinh trợ mệnh, thần tài chiếu cố, người tuổi bính dần cũng có thể dựa vào vận may của mình để phát tài một cách nhanh chóng, như trúng số, trúng thưởng, thậm chí là nhận được món quà bất ngờ nào đó. Tuy nhiên bạn cần biết kiềm chế lòng tham, không để bản thân mình xa đà vào những trò đỏ đen như cờ bạc, cá cực, nếu không tài vận sẽ suy giảm, khó tránh khỏi mất tiền, hao của. Về mặt tình cảm, xem tử vi tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023. Thì chuyện tình cảm của người tuổi bính dần, sinh năm 1986, dù giàu tháng gặp chút khó khăn, đến cuối tháng có nhiều biến chuyển tích cực. Vào thời điểm này, dù bạn vốn là người thông minh, nhạy bén và có tài ăn nói, nhưng có vẻ như bạn lại thường xuyên ba hoa, chú trọng vẻ ngoài mà không để ý đến tính cách bên trong. Đối với người độc thân, muốn giữ người khác ở bên cạnh mình, cần phải sống đúng với bản chất thật của mình, không nên khoe mẽ những điều vốn không thuộc về mình. Đối với những người đã lập gia đình, cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến gia đình, không nên quá tập trung cho công việc, sự nghiệp mà bỏ quên những người thân thiết nhất bên cạnh mình người tuổi bính dần cũng nên biết là gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi bạn gặp khó khăn nếu có vấn đề gì trong công việc ngoài xã hội bạn cũng không nên giấu ở trong lòng mình mà hãy tâm sự với người thân vừa khiến lòng nhẹ nhõm hơn vừa dễ dàng tìm được cách giải quyết phù hợp hơn thời điểm cuối tháng đối với các cặp đôi từng có những căng thẳng mâu thuẫn cảm thấy xa cách thì nay có cơ hội để cho bạn hàn gắn khi ngồi lại bên nhau trò chuyện và góp ý cho nhau với thái độ chân thành cầu tiến họ càng cảm thấy trân trọng hơn nữa tình cảm mà đối phương đang dành cho mình nhiều cặp đôi yêu xa, từng xa cách vì khoảng cách địa lý, thì nay có cơ hội gặp gỡ, gia tăng sự kết nối, khi hai người có cơ hội ở bên nhau, và trải qua những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau, cùng nhau hướng về phía trước. Cuối tháng, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, lúc này không có gì đáng lo ngại, cả hai bạn nếu bạn đã xem đây là vấn đề ưu tiên của mình, bên cạnh sức khỏe, thì không có lý do gì mà đời sống tình cảm không vui vẻ cả. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tin tưởng vào tình cảm tốt đẹp sẽ đến với mình, khi nhìn thấy những người xung quanh đang sống trong hạnh phúc, thời điểm này mặt tình cảm của các cặp đôi cũng thăng hoa, thậm chí còn có những kế hoạch xa hơn cho tương lai của cả hai người nữa. Về mặt sức khỏe, bước tháng 3 âm lịch tháng Bính Thìn năm Quý Mão, về tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986 không có nhiều biến động trong thời gian này. Tuy nhiên, khi đi xa, người tuổi Bính dần cũng cần chuẩn bị hành trang đầy đủ để có thể phòng tránh được những sự cố bất ngờ xảy ra. Dù công việc vất vả, bạn cũng chú ý dành thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức dễ khiến tinh thần mệt mỏi ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Theo phong thủy, phi tinh tháng Bát Bạch bay về phương Bắc dự báo trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà, việc di chuyển thường xuyên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, bạn có thể chuẩn bị một số loại thuốc cần phải có để đề phòng khi cần nhé. Đi xa điều lưu ý trong tháng này đó là hạn chế nên ăn những đồ ăn lạ, kẻo dễ bị đau bụng hay ngộ độc thực phẩm, hãy ưu tiên mang theo đồ ăn khô như bánh mì, lương khô từ nhà đi sẽ đảm bảo an toàn hơn cho bản mệnh. Nhìn chung đây là tháng mà tình hình sức khỏe của người tuổi Bính dần khá ổn định, bạn đã duy trì được lối sống lành mạnh, khoa học và thấy được những cải thiện đáng kể về sức khỏe của mình. Với những ai chưa có được ý thức tốt trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân thì đây là lúc thích hợp để cho bạn bắt đầu rồi nhé phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi bính dần, sinh năm 1986. Con người ta luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt, các hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, hỏa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Gia chủ tuổi bính dần mang mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, nên hướng giường nên quay về hướng tây nam, đông bắc hoặc hướng nam, là hỏa kết hợp với hỏa rất tốt. Hướng giường ngủ hợp phong thủy cho nam tuổi bính dần. Nam tuổi bính dần có quẻ khôn, mệnh thổ, thuộc tây tứ mệnh nên đặt giường theo hướng đông bắc, hướng tây, hướng tây bắc và hướng tây nam. Hướng đông bắc hay còn gọi là hướng sinh khí, hướng này tượng trưng cho tài vận, may mắn. Vì thế khi đặt giường theo hướng này gia chủ sẽ nhận được cắt khí, mọi việc đều thuận lợi, sức khỏe ngày càng tốt hướng tây hay còn gọi là hướng thiên y đặt giường theo hướng này sẽ giúp sức khỏe của gia chủ ngày một tốt hơn tinh thần thoải mái được trời phật che chở bảo vệ hướng tây bắc hay còn gọi là hướng diên niên đặt giường theo hướng này gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn công việc suôn sẻ các mối quan hệ trong và ngoài gia đình ngày càng tốt hướng tây nam hay còn gọi là hướng phục vị hướng này sẽ giúp gia chủ được yên bình an toàn có giấc ngủ tốt tinh thần phấn chấn hướng giường ngủ hợp phong thủy cho nữ tuổi bính dần nữ tuổi bính dần có khỏe khảm mệnh thủy thuộc đông tứ mệnh nên đặt giường ngủ theo hướng đông nam, hướng đông, hướng nam và hướng bắc. Hướng đông nam hay còn gọi là hướng sinh khí, đây là hướng tốt nhất trong các hướng tốt. Đặt giường theo hướng này gia chủ sẽ nhận được may mắn, tài lộc, sức khỏe và nguồn sức mạnh tinh thần. Hướng đông hay còn gọi là hướng thiên y, hướng này tượng trưng cho sức khỏe, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn giúp cải thiện sức khỏe hướng nam hay còn gọi là hướng diên niên đặt giường theo hướng này gia chủ sẽ được quý nhân phù trợ mọi sự đều thành vợ chồng hòa thuận con cái ngoan ngoãn các mối quan hệ xung quanh trở nên tốt hơn hướng bắc hay còn gọi là hướng phục vị mang đến sự bình yên có giấc ngủ ngon nâng cao tinh thần biện pháp hóa giải nên biết khi bố trí giường ngủ để đúng phong thủy phòng ngủ tuổi bính dần nếu bạn đang ở trong tình thế không thể đặt giường ở vị trí khác ngoài những vị trí mà cần kiên kỵ theo phong thủy bạn có thể làm theo các biện pháp dưới đây nếu kê giường dưới gầm xà ngang thì cần làm trần giả để che lớp xà ngang, giúp giảm áp lực của rầm ngang lên người sở hữu căn phòng. Nếu kê giường hướng vào nhà vệ sinh cần chuyển vị trí đầu giường theo hướng ngược lại, đóng cửa nhà vệ sinh và thiết kế thêm rèm ngay trước cửa, bật quạt thông gió để giúp căn phòng luôn sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo. Nếu sử dụng gương trong phòng ngủ nên chọn gương nhỏ và dùng rèm che kín toàn bộ gương sau mỗi lần sử dụng. Màu sắc trong phòng ngủ và màu sắc rèm cửa nên sử dụng Màu sắc phòng ngủ cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, cần thiết kế đồ nội thất và màu sơn tường hợp với bản mệnh của gia chủ. Vậy màu sắc phù hợp với phong thủy phòng ngủ tuổi Bính Dần là màu gì? Theo quan hệ tương hợp gia chủ tuổi Bính Dần nên sử dụng màu đỏ, hồng cam, tím làm màu chủ đạo cho phòng ngủ. Bởi những màu này sẽ mang đến sự tươi mới, hạnh phúc, thu hút mọi ánh nhìn và gia chủ nắm trong tay mọi quyền lực. Theo quan hệ tương sinh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, có thể sử dụng màu xanh lá cây làm màu chủ đạo hoặc kết hợp với màu tương hợp để giúp sự nghiệp của gia chủ được phát triển, cuộc sống thuận lợi. Vì màu xanh lá cây đại diện cho sự sinh sôi, phát triển không ngừng nghỉ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng màu đen, màu xanh nước biển làm màu bổ trợ cho căn phòng vì mệnh thủy có thể khắc chế được hỏa. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng màu vàng, màu nâu đất những màu thuộc mệnh thổ. Những màu này sẽ làm giảm đi sức mạnh và nguồn năng lượng, không tốt cho gia chủ. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về phong thủy phòng ngủ tuổi Bính Dần. Hy vọng những thông tin chia sẻ này sẽ giúp các bạn chọn được đúng hướng giường và đúng màu phù hợp với bản mệnh của mình để có một cuộc sống tốt đẹp, một giấc ngủ ngon nhé. Vâng, quý anh chi tuổi Bính Dần thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo